Medvedev tuyên bố Nga sẽ xóa sổ Ukraine khỏi bản đồ và tận diệt NATO. Tương lai xung đột Nga-Ukraine đang đi về đâu? Kính chào quý vị khán giả của kênh Hiểu Rõ trong 5 phút. Hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng hổi từ Moscow, nơi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev vừa có một tuyên bố vô cùng gây sốc về tình hình Ukraine và NATO. Tuyên bố gây chấn động từ Điện Kremlin, Medvedev đe dọa xóa sổ Ukraine và NATO. Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, gần đây đã khiến dư luận quốc tế chấn động với một tuyên bố mạnh mẽ trên kênh Telegram chính thức của mình. Tuyên bố này không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia địa chính trị, mà còn dấy lên nhiều lo ngại về tương lai của Ukraine và NATO trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra. Medvedev, một trong những nhân vật quyền lực hàng đầu của Điện Kremlin, đã khẳng định rằng Nga sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn cản Ukraine gia nhập NATO ông thậm chí không ngần ngại tuyên bố rằng nga sẽ xóa sổ hoàn toàn ukraine khỏi bản đồ thế giới nếu tình hình tiếp tục leo thang tuyên bố để cưng rắn này không dừng lại ở ukraine medvedev còn mở rộng lời đe dọa đến cả nato khẳng định tốt hơn hết là cả ukraine và nato đều bị xóa sổ lời phát biểu của medvedev được đưa ra ngay khi hội nghị thượng đỉnh nato đang diễn ra tại washington đây là sự kiện quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu từ những quốc gia thành viên của nato với chủ đề chính là củng cố liên minh và thảo luận về tương lai của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga. Việc Medvedev đưa ra những lời tuyên bố đanh thép như vậy trong thời điểm này không phải là ngẫu nhiên, mà rõ ràng là một động thái có tính toán từ phía Moscow để gửi thông điệp đến NATO và toàn bộ thế giới. Theo Medvedev, việc Ukraine gia nhập NATO là không thể đảo ngược, tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến những hậu quả không thể tránh khỏi từ phía Nga. Ukraine có thể bị xóa sổ và thậm chí NATO cũng không nằm ngoài tầm ngắm của Moscow. Đây không chỉ là lời cảnh báo mà còn là dấu hiệu cho thấy Nga không có ý định nhượng bộ trước sự mở rộng của NATO, một tổ chức mà Moscow luôn coi là một đe dọa đối với an ninh quốc gia. Điều khiến phát biểu của Medvedev trở nên đặc biệt nguy hiểm là ở chỗ đã phản ánh lập trường không khoan nhượng của Điện Kremlin. Trong suốt nhiều thập kỷ qua, Nga luôn coi NATO là kẻ thù chiến lược sự mở rộng của nato về phía đông bao gồm các nước từng là thành viên của liên xô cũ đã khiến nga cảm thấy bị đe dọa việc ukraine một quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng ở đông âu gia nhập nato sẽ đẩy tình hình thêm phần phức tạp và nguy hiểm những lời lẽ của medvedev không chỉ là cảnh báo về nguy cơ cuộc chiến ở ukraine leo thang mà còn là thông điệp cho toàn bộ phương tây ông muốn nhấn mạnh rằng moscow sẽ không chấp nhận sự hiện diện của nato ngay bên cạnh mình và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp cần thiết, kể cả vũ lực, để bảo vệ lợi ích quốc gia. Tuyên bố của Medvedev đã gây ra làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia phương Tây. Nhiều nhà phân tích chính trị cho rằng, đây là dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang chuẩn bị cho những hành động quân sự mới nhằm gia tăng sức ép lên Ukraine và NATO. Điều này càng làm gia tăng lo ngại về khả năng xung đột leo thang trong khu vực và những hậu quả không lường trước được cho cả châu Âu và thế giới. Như vậy, phát biểu của Dmitry Medvedev không chỉ dừng lại ở mức độ lời nói, mà nó còn phản ánh một chiến lược quyết liệt của Điện Kremlin trong việc bảo vệ quyền lực và ảnh hưởng của mình trước sự đe dọa từ phương Tây. Sự căng thẳng này không chỉ làm tình hình chiến sự tại Ukraine thêm phức tạp, mà còn có nguy cơ kéo theo những hệ lụy lớn hơn đối với an ninh toàn cầu. Tình hình căng thẳng tại Ukraine dưới các cuộc tấn công mạnh mẽ từ Nga Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine leo thang căng thẳng, các tuyên bố cứng rắn từ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev dường như đã phản ánh quyết tâm của Moscow trong việc duy trì áp lực lên Ukraine. Ngày 11 tháng 7, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn nhằm vào các vị trí đóng quân của lính đánh thuê nước ngoài tại thành phố Kharkiv, nơi các lực lượng vũ trang Ukraine đang chiến đấu. Theo thông tin từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng lính đánh thuê, đặc biệt là những người lính Pháp chiến đấu tại Ukraine. Báo cáo cho biết, hàng chục binh sĩ nước ngoài đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này, gây chấn động dư luận và chính quyền tại Paris. Việc Nga quyết định nhắm vào lính đánh thuê không chỉ là một động thái quân sự thuần túy, mà còn mang tính biểu tượng cao. Moscow muốn gửi một thông điệp rõ ràng đến phương Tây. Bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài vào cuộc xung đột tại Ukraine sẽ bị Nga phản kháng mạnh mẽ. Cuộc tấn công này không chỉ nhằm giảm sức mạnh của các lực lượng đối lập, mà còn là lời cảnh báo với những quốc gia như Pháp đang cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev. Điều này đã làm dấy lên câu hỏi về mức độ rủi ro của các quốc gia phương Tây khi can dự vào cuộc chiến. Đối với Pháp, tình hình càng trở nên phức tạp. Chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron trước đây đã quyết định gửi quân đến hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực chống lại lực lượng Nga. Tuy nhiên, với tổn thất nặng nề từ cuộc tấn công này, chính phủ Macron đang đứng trước áp lực lớn từ công chúng và các đảng phái chính trị đối lập nhiều người dân pháp cũng như các chính trị gia đã bày tỏ sự phản đối trước việc tiếp tục hỗ trợ ukraine cho rằng điều này gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và không mang lại giải pháp lâu dài cho xung đột họ lo ngại rằng pháp đang bị cuốn vào một cuộc chiến không hồi kết làm tiêu tốn tài nguyên quốc gia và đẩy đất nước vào những rủi ro không cần thiết sự chỉ trích ngày càng tăng trong lòng nước pháp đã tạo ra áp lực lớn đối với tổng thống macron khi ông phải đối mặt với câu hỏi làm thế nào để duy trì vai trò của pháp trên trường quốc tế đồng thời bảo vệ lợi ích của quốc gia trước những tổn thất quân sự lớn như hiện tại. Tình hình chiến sự tại Ukraine đang trở thành một thách thức lớn không chỉ cho Nga và Ukraine, mà còn cho toàn bộ châu Âu, nơi các quyết định chính trị và quân sự có thể thay đổi cục diện toàn cầu. Nga đang tấn công quyết liệt tại Ukraine, quân đội Kiev chật vật chống đỡ. Tình hình chiến sự tại Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng và khó khăn đối với quân đội Kiev, không chỉ ở Kharkiv mà còn ở nhiều khu vực chiến lược khác một trong những điểm nóng hiện tại là thành phố Krasnohorivka, nơi mà các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra hàng ngày. Theo thông tin từ cả hai phía Nga và Ukraine, quân đội Nga đã chiếm lĩnh phần lớn thành phố này và chỉ còn khoảng một phần tư diện tích dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Quân đội Nga đã triển khai các đợt tấn công từ nhiều hướng, bao vây Krasnohorivka từ phía Bắc và phía Tây, khiến quân đội Ukraine phải chống trả trong tình thế bất lợi Cuộc chiến tại đây được mô tả là vô cùng ác liệt với các cuộc tấn công liên tục của Nga, khiến lực lượng phòng thủ Ukraine phải gồng mình chống đỡ. Một nhà phân tích quân sự của Ukraine nhận xét rằng, tình hình tại Krasnohorivka đang trở nên vô cùng khó khăn khi Nga không ngừng dồn quân vào tấn công mà không cho đối phương cơ hội phục hồi. Nhà phân tích này cho biết, quân Nga không ngừng tấn công vào vị trí của chúng tôi từng đợt, dù họ không có trang bị hiện đại nào ngoài bộ binh. Chúng tôi vẫn giữ được khoảng một phần tư thành phố nhưng với tốc độ tấn công này, tôi e rằng việc mất hoàn toàn Krasnohorivka chỉ là vấn đề thời gian. Các bản đồ chiến sự mới nhất mà Ukraine công bố cho thấy, quân Nga đang tiến sâu hơn vào khu vực phía bắc Krasnohorivka, đồng thời mở rộng phạm vi tấn công sang các khu vực khác như công viên phía Tây và các khu vực tư nhân. Cuộc chiến ở những khu vực này cũng diễn ra vô cùng khốc liệt, với cả hai bên chịu tổn thất lớn về người và trang bị. Dẫu vậy, có vẻ như Nga đang chiếm ưu thế, nhờ vào chiến lược bao vây và tấn công liên tục những diễn biến tại Krasnodipka cho thấy, Nga đang sử dụng một chiến lược rõ ràng nhằm làm suy yếu từng điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine. Với việc chiếm giữ phần lớn thành phố, lực lượng Nga dường như đang tiến gần hơn tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Trong khi đó, quân đội Ukraine dù chiến đấu hết sức, nhưng việc phải đối mặt với áp lực lớn từ các đợt tấn công không ngừng khiến cho tình hình ngày càng thêm nguy cấp. Nga thay đổi chiến thuật, Ukraine gặp thử thách mới Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp khi Nga dường như đã thay đổi chiến thuật tấn công của mình, tạo ra những khó khăn lớn cho Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, thay vì chỉ dựa vào các cuộc tấn công tên lửa thông thường, Nga đã bắt đầu triển khai các máy bay không người lái UAV trinh sát với chiến thuật mới. Các UAV này được thiết kế để tắt tính năng dẫn đường khi bay, khiến chúng gần như vô hình trên hệ thống radar của Ukraine. Tín hiệu GPS của UAV chỉ được kích hoạt khi chúng phát hiện và xác định mục tiêu tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Đây là một bước tiến quan trọng trong chiến thuật của Nga và nó đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng phòng không Ukraine. Bởi vì không có tín hiệu GPS để do tìm, các UAV này trở nên rất khó bị phát hiện, khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine gặp phải thách thức lớn. Đại tá Yuri Inat, phát ngôn viên lực lượng không quân Ukraine thừa nhận rằng, chiến thuật mới này của Nga đang được triển khai rất hiệu quả. Các UAV bị tắt tín hiệu dẫn đường đã làm cho việc phòng thủ của ukraine trở nên vô cùng phức tạp và khó khăn hơn so với trước đây không dừng lại ở đó nga cũng đã tận dụng các tên lửa hành trình để thực hiện các cuộc tấn công chính xác từ xa đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh các tên lửa hành trình của nga bay ở độ cao rất thấp qua biển caspi hướng về phía ukraine đây không chỉ là hành động quân sự nhằm vào các mục tiêu chiến lược mà còn là một phần trong chiến thuật gây áp lực tinh thần đối với quân đội và người dân ukraine sự kết hợp giữa uav tắt gps và các tên lửa hành trình đã làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của ukraine khi họ phải đối mặt với những cuộc tấn công bất ngờ khó đoán hơn nữa việc nga liên tục thay đổi chiến thuật cho thấy họ đang thích nghi rất nhanh với tình hình chiến sự và muốn duy trì áp lực mạnh mẽ lên ukraine chiến thuật mới này của nga không chỉ nhằm gây thiệt hại vật chất mà còn nhắm đến việc làm suy yếu tinh thần của lực lượng phòng thủ ukraine với khả năng tấn công từ xa và tạo ra sự bất ngờ lớn Nga đang cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của Kiev và tạo ra thế chủ động trong cuộc xung đột kéo dài này. Điều này đã đặt Ukraine vào tình thế khó khăn hơn bao giờ hết, khi họ phải đối mặt với một đối phương không ngừng biến đổi và nâng cao khả năng tấn công của mình. NATO và phương Tây đứng trước những thách thức lớn khi Nga leo thang cuộc xung đột Trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công và liên tục phát ra những tuyên bố mạnh mẽ, NATO đang đối mặt với nhiều thách thức mới trong việc duy trì sự ổn định và hỗ trợ Ukraine. Tại hội nghị thương đỉnh NATO diễn ra tại Washington gần đây, các nhà lãnh đạo của Liên minh quân sự này đã khẳng định rằng Ukraine sẽ chắc chắn trở thành thành viên của NATO trong tương lai. Tuy nhiên, quyết định này đặt NATO vào tình thế phải đối mặt với những quyết định đầy khó khăn trong việc đối phó với Nga, một đối thủ đang ngày càng trở nên nguy hiểm và không khoan nhượng. NATO đã cung cấp sự hỗ trợ quân sự đáng kể cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, trong đó bao gồm các loại vũ khí hiện đại như hệ thống pháo phản lực HIMARS, và nhiều loại đạn dược dẫn đường chính xác. Tuy nhiên, thực tế trên chiến trường cho thấy Nga không hề dễ bị đánh bại và Moscow đã nhanh chóng thích ứng với các chiến thuật mới từ phương Tây. Nga không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ mà còn triển khai các biện pháp tác chiến điện tử tiên tiến nhằm vô hiệu hóa nhiều loại vũ khí tân tiến mà NATO đã cung cấp cho Ukraine. Theo một báo cáo của tờ Wall Street Journal, các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng khả năng tác chiến điện tử của Nga đang khiến các loại đạn dược dẫn đường trinh sát của phương Tây trở nên kém hiệu quả. Cụ thể, Nga đã phát triển và sử dụng các thiết bị gây nhiễu tín hiệu GPS, làm cho các hệ thống vũ khí của NATO như HIMARS hay đạn pháo dẫn đường trở nên vô dụng trên chiến trường Ukraine. Điều này đã khiến Ukraine phải chật vật trong việc duy trì ưu thế trên chiến trường, đồng thời đẩy NATO vào thế khó khi các loại vũ khí hiện đại của họ không còn phát huy tác dụng như mong đợi năng lực tác chiến điện tử vượt trội của Nga đang khiến phương Tây lo ngại về tương lai của cuộc chiến. Một câu hỏi lớn đang được đặt ra, liệu NATO có thể tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine một cách hiệu quả, hay các biện pháp của Nga sẽ tiếp tục làm suy giảm khả năng chiến đấu của Kiev? Trong bối cảnh này, NATO không chỉ phải cân nhắc việc tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, mà còn phải tìm cách khắc phục các điểm yếu của hệ thống vũ khí trước khả năng phản công của Nga. Một vấn đề khác mà NATO và phương Tây đang đối mặt là sự gia tăng áp lực về chính trị và kinh tế từ bên trong. Chi phí duy trì hỗ trợ quân sự cho Ukraine ngày càng trở nên tốn kém, trong khi dư luận tại nhiều quốc gia thành viên của NATO, bao gồm cả Mỹ và các nước châu Âu, đang ngày càng tỏ ra mệt mỏi với cuộc chiến kéo dài không hồi kết. Điều này khiến các nhà lãnh đạo NATO phải đối mặt với áp lực từ phía công chúng, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc liệu liên minh này có thể duy trì sự thống nhất và tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong thời gian dài hay không cuộc chiến ở Ukraine không chỉ là một cuộc xung đột quân sự, mà còn là một thử thách đối với sự kiên nhẫn và quyết tâm của NATO. Nga đang tìm cách làm suy yếu tinh thần và sự ủng hộ của phương Tây thông qua các biện pháp quân sự và tác chiến tinh vi. Nếu NATO không thể thích ứng và tìm ra những giải pháp chiến lược mới, liên minh này có thể sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong việc duy trì sự ủng hộ cho Ukraine và đối phó với Nga. Trump và bầu cử Mỹ ảnh hưởng đến tương lai Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục diễn ra căng thẳng. Một yếu tố mới đang thu hút sự chú ý của toàn thế giới, đó chính là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Với ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa Donald Trump tuyên bố rằng, nếu tái đắc cử, ông sẽ nhanh chóng tìm cách chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Tương lai của đất nước này có thể sẽ thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, quan điểm của Trump về cách giải quyết xung đột lại gây nhiều lo ngại cho Kiev, khi ông khẳng định sẽ không tiếp tục ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Một quan điểm hoàn toàn trái ngược với chính sách hiện tại của chính quyền Joe Biden. Từ khi cuộc chiến bùng nổ vào năm 2022, Mỹ dưới thời tổng thống Joe Biden đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí, tài chính và hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Các loại vũ khí hiện đại như hệ thống pháo phản lực HIMARS và đạn dược dẫn đường đã giúp Ukraine duy trì khả năng phòng thủ trước sự tấn công của Nga. Việc trợ từ Mỹ và các đồng minh phương Tây đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố năng lực quân sự của Ukraine và không có nó, khả năng chiến đấu của Kiev sẽ bị suy yếu đáng kể. Tuy nhiên, Trump lại có cách tiếp cận hoàn toàn khác. Ông đã nhiều lần nhấn mạnh rằng cuộc chiến tại Ukraine không phải là ưu tiên của Mỹ và các nguồn tài chính của Mỹ không nên tiếp tục đổ vào một cuộc xung đột xa xôi. Trong khi đất nước có nhiều vấn đề cần giải quyết, Trump cho rằng nếu ông quay trở lại Nhà Trắng, ông sẽ tập trung vào các vấn đề nội bộ và tìm cách kết thúc xung đột thông qua đàm phán thay vì tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự. Điều này không chỉ khiến Ukraine lo ngại, mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về vai trò của Mỹ trong tương lai của cuộc chiến. Với viễn cảnh Trump trở lại cầm quyền, Kiev đang đối mặt với nguy cơ mất đi sự hỗ trợ quan trọng từ phía Mỹ. Điều này đã thúc đẩy Ukraine nỗ lực tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào tháng 11. Mục tiêu của Kiev là đạt được một thỏa thuận hòa bình trước khi chính sách của Washington có thể thay đổi đột ngột. Các nhà lãnh đạo Ukraine hiểu rằng nếu không có sự ủng hộ quân sự và tài chính từ Mỹ, khả năng đối phó với Nga sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, không chỉ Ukraine mà cả châu Âu cũng đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử Mỹ. Sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ có thể gây ra những ảnh hưởng lan tỏa đến toàn bộ cấu trúc an ninh của khu vực này. Nếu Trump thực sự chấm dứt viện trợ cho Ukraine, các nước NATO sẽ phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ Kiev và duy trì sự ổn định ở Đông Âu. Chương trình Hiểu rõ trong 5 phút hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo nơi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến nóng bỏng nhất về cuộc chiến và tình hình quốc tế